Kính thưa quý khán giả, sau khi quỷ Satan Putin tuyên bố là sẽ tái ngũ thành phần trừ Mỹ của quân đội Nga 300.000 người, thì ngoài việc người ở trong hàng tuổi đó bỏ chạy ra khỏi nước Nga, máy bay không còn chỗ, họ tự lái xe đi qua những nước sát ở bên, láng giềng để trốn, tại vì không có muốn bị chết. Ngoài ra, khắp nước Nga, đây có thể nói là lần đầu tiên có một loạt những cuộc biểu tình phản đối cái lệnh tái ngũ này và chống chiến tranh, tức là phản chiến, chống lại Putin về chiến tranh. Và lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên luôn, báo chí phương Tây, đặc biệt là đài BBC London đã đưa một con số chính xác là 1.045 người biểu tình ở bên Nga bị bắt khắp nước Nga trong ngày, không tính tới ngày hôm qua, không biết bữa nay còn nữa hay không. Nhưng thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và quý khán giả, tình hình của chiến trận Ukraine nó có nhiều biến động, mà đến nỗi Đức Giáo Hoàng liên tục tới 2-3 lần, ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng cũng phải lên tiếng vì vấn đề Ukraine. Tổng thống Joe Biden của chúng ta cũng như là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng sẽ lên án nước Nga về vấn đề mà sử dụng chiến thuật biển người sau khi huy động thêm 300.000 quân. Trong khi đó, ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden cũng đã lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc cùng với ông Zelensky bằng video phản đối những cái chiến dịch mà ông Putin xâm lăng, nhưng mà kêu là chiến dịch quân sự, giết người bừa bãi và phạm tội ác nhân loại, rồi bây giờ là vận động đưa thêm 300.000 quân. Thưa bác sĩ Võ Đình Hữu, có thể nói cái chuyện mà biểu tình này là lần đầu tiên xảy ra. Cái này nó có luôn video nữa, Peter coi ở dưới đó, trong cái DW đó là có cái video. Thưa mời bác sĩ. Vâng, rất cái niềm tin rất là quan trọng. Và quý vị thấy này, thứ nhất, tại sao mà Putin phải ra lệnh tái ngũ để thêm 300.000 quân? Vì sao? Vì số người chết trong cuộc chiến này của Nga rất là nhiều. Người ta nói vừa chết bị thương có thể tới 54.000 người, có thể vậy. Còn hơn là cuộc chiến ở Việt Nam nữa nha, một trong có mấy tháng thôi, là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà thấy người dân bỏ chạy này, rồi biểu tình, chưa bao giờ thấy nước cộng sản độc tài mà bị biểu tình dám công khai như vậy và bị bắt rất nhiều, 1.000 mấy trăm người, thì chứng tỏ lòng dân đã chán ngán rất nhiều rồi, họ không sợ nữa. Không những vậy, cái video thấy lính đang đứng canh này, và có hai hội đồng đã lên tiếng kiến nghị yêu cầu Putin phải từ chức hoặc là trút phế. Thì bây giờ cuộc chiến ở Nga và Ukraine đã qua một mặt là người Nga đã chán ngán thất trận ở miền đông, đã bị một số Ukraine đã tái chiếm 9.000 km2 và bây giờ đang tổng phản công. Thì tôi không biết cuộc chiến này sẽ chấm dứt như thế nào, nhưng mà bây giờ đó là Ukraine đang thắng thế, và mình chỉ lo sợ một điều thôi, là vì như ông cựu tổng thống Medvedev nói hồi trước, nếu Nga vào bước đường cùng và phải tự vệ thì họ phải sử dụng hệ thống vũ khí hạt nhân đã được kích hoạt ngày 24/2/2022 khi mà cuộc chiến bắt đầu. Thì tôi không bao giờ mong cái chuyện nó xảy ra, và mình thấy rằng hy vọng rằng có một sự lật đổ ở Nga, nếu mà Putin mà xuống thì cuộc chiến sẽ chấm dứt ngay. Trong khi đó, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan đã nói rằng Nga đang cũng muốn chấm dứt cuộc chiến một cách rất nhanh chóng, nhưng mà ông không nói là sẽ chấm dứt cách nào. Thì do đó, trong những ngày sắp tới, trước tình hình lộn xộn ở Nga như vậy, trước tình hình biểu tình như vậy, chúng ta không biết Putin sẽ đối phó như thế nào. Bạn Dương Miên. Kẻ thù khác của Mỹ là Iran cũng đường gặp cái khó khăn. Peter có thể lấy bất cứ cái video nào của Iran Protect. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay, cái vụ một cô gái, phụ nữ Hồi giáo, cô gái trẻ, ăn mặc bị gọi là không thích hợp với Hồi giáo cực đoan, tức là có vẻ sơ hở hay là
mặc đồ theo đời sau đó mình không có biết rõ, nhưng mà bị bắt vô đồn cảnh sát, cảnh sát tra tấn quấn cô chết. Cái chết của cô gái trẻ dưới 30 tuổi này đã dấy lên cuộc biểu tình lần đầu tiên, quy mô cũng không thua gì bên Nga, khắp các thành phố của nước Ba Tư Iran. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua thì số người chết đã là 5 người. Bữa nay, theo báo cáo buổi sáng hôm nay, thì đã lên tới 7 người, tức là được ghi nhận. Còn cái chuyện mà bị thương hay là bị chết ở những vùng xa xôi chưa cập nhật được, có thể lên cao hơn nữa. Đây là cái tin mà rất là gây xúc động cho thế giới, tại vì người phụ nữ dưới những thể chế của hồi mà hồi cực đoan đó, như Taliban chẳng hạn, thì họ có những cái quy định, ngay cả những nước Ả Rập cho tới năm vừa rồi phụ nữ mới được quyền lái xe, cho nên họ coi phụ nữ như là một cái gì đó không phải là con người. Xin mời bác sĩ. Vâng, vì thế đây là một cái biểu tình mà lớn nhất và tôi xúc động khi thấy cái cô này đã bị chết trong tù. Người ta không biết có mặt như thế nào, nhưng mà quý vị biết rằng là tại sao trong bên Ả Rập đã có những cái belly dancer thì ăn mặc như vậy được, mà đi ra ngoài đường là không được, tôi không hiểu. Và nói nhắc cái này thì tôi thấy tình trình của các phụ nữ ở các nước mà Hồi giáo cực đoan nha. Chứ tôi Hồi giáo cực đoan, còn một số nước khác như ở Hồi giáo Trung Dung thì không sao. Mà cái cô này bị chết là hành động mà rất là dã man và đã bị thế giới, và ngay cái người Ukraine dám đứng lên để biểu tình. Mà đây hình ảnh một cô này rất là đẹp. Và quý vị thấy rằng là nếu mà nhắc về Iran thì bây giờ nhắc cái cực đoan nhất là của Afghan. Afghan bây giờ là không cho đi học trung học phụ nữ nữa, không cho phụ nữ đi làm, và bắt ra ngoài phải kín từ đầu tới chân. Có trường hợp hồi trước có một cô bị mặc cái quần, mặc cái bộ ca dài đó, nhưng mà hở cái gót chân, nó đánh què chân luôn. Còn cái cô này bị đánh chết luôn. Thì tôi không thấy, thật ra những người đàn bà rất may mắn là sống ở những nước như Tây Phương chẳng hạn, hay ngay cả châu Á cũng vậy, cũng đến nỗi như vậy. Nhưng mà cái những Hồi giáo cực đoan này rất là nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng cái biểu tình này sẽ tiếp diễn. Và nhất là cơ quan nhân quyền trên thế giới phải lên tiếng ngay, và nhất là những cơ quan nhân quyền liên quan đến phụ nữ phải lên tiếng, và nếu cần phải có những hành động cấm vận hay hành động cực là rất rất mạnh với chính phủ Iran thì mới có thể chấm dứt những tình trạng này. Đây là thế kỷ thứ 21, bởi vì còn thấy trình đảng như vậy, và trước công khai giữa Internet mà người ta còn dám lại, huống gì đằng sau những bức màn sắt, đằng sau những bức màn che đậy của các quốc gia này thì thân phận người phụ nữ như thế nào. Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc trước tình trạng này, xin chia buồn với gia đình và cầu nguyện là sẽ có sự tranh đấu để đem lại, đòi lại nhân phẩm cho phụ nữ ở các nước này. Bạn như em. Vâng, thưa mai mốt thì chúng ta sẽ cập nhật cái tin này thêm. Bây giờ thì kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi qua một cái tin Hoa Kỳ và Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Theo báo cáo chính thức trong tháng 8, kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ là 10 tỷ Mỹ Kim. Trong tháng 8 đầu năm lên 77 Mỹ Kim, tức là tăng lên 10 tỷ. Thưa quý vị, thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Quan thuế Việt Nam từ ngày 17 tháng 9 cho biết rằng riêng Hoa Kỳ đã chiếm tới 30,48% tổng kim ngạch xuất cảng của cả nước và tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, đây là cái tin mà chúng tôi và bác sĩ Võ Đình Hữu luôn luôn quan tâm, những cái mối liên hệ có qua có lại giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng. Có những lúc Hoa Kỳ đã tha tàu, đã tạo những cái điều kiện về thuế quan, cũng như là những cuộc điều tra, họ giảm xuống, họ không có khắt khe. Mục đích là họ muốn giúp cho Việt Nam cạnh tranh được với tàu để mà dựa vào đó mà đừng có bị lệ thuộc, bị cúi đầu, bị, nghĩa là ngay cả chuyện bác sĩ Hữu có biết cho tới giờ phút này là năm 2022,
những nhà nghiên cứu khảo cổ cũng như những nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa Việt Nam muốn vô trong thư viện quốc gia ở Hà Nội để nghiên cứu những tài liệu cổ mà cha ông mình còn lại được sau khi tàu nó đốt, những cái nào mà kêu là nó đụng chạm tới cái sự thật lịch sử, nói lên mình không phải là người tàu á, tức là mình hơn tàu đó, thì chính phủ Cộng sản Việt Nam cấm không cho đụng tới, họ kêu là nhạy cảm, họ không cho dùng những cái tài liệu đó. Cho nên tới giờ phút này chúng ta vẫn luôn luôn nghĩ là các giới trẻ ở trong Việt Nam luôn luôn nghĩ người Việt Nam mình là người Tàu, tức là xuất phát từ người Tàu, họ không cho mình chứng minh mình là người Việt. Đó là lý do. Vâng, thưa quý vị, bây giờ trở lại với vấn đề mà Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam. Xin mời bác sĩ. Vâng, thì tôi thấy rằng cái này có cái là hai cái double score, thứ nhất á, là với cái thị trường này á, thì chứng tỏ Mỹ có thể có sức ép với Việt Nam, vì 30% tổng số xuất cảng của Việt Nam là qua Hoa Kỳ. Thành như vậy á, mình thấy cái này rất là quan trọng. Rồi bây giờ thì mình, nếu mà Hoa Kỳ muốn có thể dùng áp lực kinh tế và tài chính Việt Nam, nếu vận động về nhân quyền hay dân quyền, vì Việt Nam đang cần thị trường của Hoa Kỳ. Mà nếu chẳng hạn Hoa Kỳ có những cái không phải cấm vận không mà chế tài không á, chẳng hạn như chế tài với những cái sản phẩm mà của Trung Cộng sản xuất từ Tân Cương, thì Việt Nam sẽ mệt ngay lập tức. Thì tóm lại, ở thời điểm này Hoa Kỳ có thể dùng quyền lợi về kinh tế tài chính để leverage, để áp lực cho Việt Nam nếu họ muốn. Nhưng mà tại thời điểm này Hoa Kỳ đang cần Việt Nam, vì vị thế Việt Nam trong cái vùng Đông Nam Á và Biển Đông, Hoa Kỳ cần Việt Nam để chống lại Trung Cộng và chống lại sự bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông và Đông Nam Á. Thành ra vấn đề rất là quan trọng. Nếu sự giao thương giữa hai nước càng ngày càng tăng, thì mình thấy rằng cái cuộc tranh đấu này hy vọng, mình không biết là Hoa Kỳ có đặt quyền lợi về cái tài chánh nhiều hơn, hãy đặt về lý tưởng tự do nhiều hơn. Nếu mà lý tưởng tự do nhiều hơn dân chủ, họ sẽ áp lực với cộng sản phải thay đổi, vì họ dùng cái vấn đề kinh tế này. Còn nếu nó mình cần giao thương thêm Việt Nam để có thêm kinh tế, nhưng tại thời điểm này là cán cân thương mại là nghiêng về bên Việt Nam, Việt Nam xuất cảng Hoa Kỳ nhiều hơn, Hoa Kỳ bán Việt Nam ít hơn, quý vị nhớ như vậy nha. Thành thử nếu mà thuế quan mà tăng lên Việt Nam thì Hoa Kỳ có lợi hơn, nhưng mà không biết bây giờ Hoa Kỳ đặt vấn đề là về an ninh, về vấn đề là thương mại hay vấn đề lý tưởng tự do, thì cái đó mình phải suy nghĩ. Ở đây thì mời Như Biên vì thấy hết cái khúc này rồi. Vâng, thì chúng ta còn một phần thứ ba sau phần quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình.